Mẹ cha cho bạc cho vàng không bằng lấy được một chàng lái xe. Và khi đã lái xe, ai chẳng mong muốn có được sở hữu một chiếc xe nó tốt, nó thương hiệu như dòng xe Hyundai này. Tuy nhiên, vì nó đắt, vì nó thương hiệu quá, cho nên là không phải ai cũng có đủ tài chính để mua. Nhưng hôm nay em đặt xe tải sẽ có một chiếc xe giá trị nhỉnh hơn so với dòng xe Kia AK165 một xíu thôi. Thaco Hyundai HD65 2014, máy to, đăng kiểm mới tinh, thùng full inox, thùng dài 4m25, tải trọng 2,5 tấn. Khi đóng thùng lên, hạ tải xuống còn 2,1 tấn, đảm bảo anh em phê miễn phải chê luôn. Để đánh giá khách quan một chiếc xe tải cũ thì chúng ta cần phải chú ý đến 4 chi tiết chính: thân vỏ, máy móc, thiết kế và khả năng vận hành. Ngay lúc này chúng ta đi vào phần đầu tiên, thân vỏ và máy móc. Thì cũng giống như cách xem những chiếc xe tải cũ khác, đầu tiên chúng ta sẽ xem phần cabin trước, sau đó đến phần thùng gầm bệ sau. Và phần cabin thì khác với những dòng xe Kia như 2,4 tấn, Kia K165 thì nó không thể lật cái mặt ca lăng này lên. Thì chúng ta sẽ xem như thế nào. Xem mặt ca lăng này thì chúng ta sẽ gõ thôi và xem cái độ khớp khít giữa phần ghép lối, phần má và phần capo này, xem nó khớp khít hay không, gõ nó dày bả hay không. Như chiếc xe này nó đang là nguyên bản. Và tất cả phần cột thì xem nó không có khớp lối như dòng Kia, mà nó sẽ liền một mạch. Nếu có sự không cân đối giữa bên trái và bên phải, bên lái và bên phụ, thì chúng ta phải đặt ra nghi ngờ và câu hỏi. Như chiếc xe này thì hiện tại thì kính lái và kính cánh bên kia thì vẫn còn zin, còn kính cánh của bên lái này thì hiện tại thì nó đã, theo tôi đánh giá, đã được thay thế rồi. Để được thay thế một cái kính cũng là của Thaco, nhưng mà bên này nó không có mã. Và ở đằng trước và bên cánh bên phụ thì có mã, thì tôi suy ra đằng này thì nó đã bị thay vì một cái lý do nào đó. Và vì một lý do này thì tôi sẽ xem tiếp theo, đó là phần cánh cửa. Phần cánh cửa xem nó có đâm va hay không, tại vì chỉ có một tác động nào đó thì nó mới có thể vỡ kính này. Đấy, hoặc là đá nó bắn vào thì chúng ta xem. Đây, ở phần cánh cửa thì tôi thấy rằng chỉ cửa vẫn còn nguyên, thì loại bỏ được cái nguyên nhân đó là tác động va đập cửa hoặc là đâm va. Mà tôi đoán lý do thay kính này có thể là người chủ bất cẩn, hoặc là đá nó bắn vào thì nó vỡ, họ thay kính bên này. Còn đôi kính lái và kính bên phụ thì vẫn còn zin. Tiếp theo, lại gần hơn một chút, chúng ta giật luôn cái cột này ra. Đây, thì các bạn xem gần hơn này, tất cả phần đinh bấm, hay còn gọi là phần hàn chập ấy, phần ghép lối giữa tôn trong và tôn ngoài, nó rất là khớp khít và không hề có phần bả matit ở giữa những khe này. Đấy, từ dưới cho lên trên đến lóc. Và chúng ta nhớ là chúng ta xem tận cuối cùng này luôn, giật hết răng ra xem luôn. Thì đây, thì đánh giá sơ bộ ở bên lái này nó là nguyên bản. Và chúng ta sẽ tiếp theo sang đến bên bên phụ. Chúng ta không được chủ quan đâu nhá, chúng ta phải xem kỹ cả bên lái cả bên phụ. Đấy, tại vì là những cái yếu tố nếu xe đâm va thì giá nó rất là rẻ. Đây, chúng ta sẽ đến bên phụ. Về bên phụ thì chúng ta cũng xem các bước như ở bên lái thôi. Mở ra xem keo chỉ. Dòng Thaco Hyundai thì nó phải có gì ạ? Phải có keo chỉ ở cánh cửa. Cánh cửa mà không có keo chỉ, tức là những cái đường này này, đấy, thì nó là cánh cửa bãi hoặc cánh cửa mộc họ thay. Cánh cửa bãi thì cơ bản thì nó vẫn sẽ có keo chỉ. Thì xem cánh nó thay hay chưa thì chúng ta xem bản lề. Như bản lề như con này rất là khớp khít và chưa tháo thì nó là chưa thay. Đấy. Và cũng giật doang ra. Thì đây, tất cả nếu nó va chạm ở phần đầu thì những phần này, nó những cái phần khớp lối này nó sẽ bị rúm lại ngay, khẳng định với các bạn thế. Nhưng như chiếc xe này là nguyên bản, cả phần lái cả bên phụ, cả bên lái cả bên phụ đều nguyên bản. Và sau đó thì xem xe giật xoăng của salon ra thì bạn nhớ lắp vào cho người ta nhá, để tránh trường hợp là nhiều người ta kỹ tính, người ta không thích ấy. Ngày xưa thì còn bấm keo chỉ, bây giờ bấm keo chỉ ở xe con là người ta không thích đâu. Đấy, tiếp theo nhá, chưa dừng lại ở đấy, xem keo chỉ, xem đinh bấm và xem luôn cả phần gáy này. Đây, xem luôn cả phần gáy. Và với cái dòng Thaco HD65 thì nó sẽ có một phần tem ở phần cabin. Phần tem ở phần cabin thường thì nó sẽ vẫn còn theo năm tháng. Đây, như con này vẫn còn. Đấy, phần tem
bằng tiếng Anh hướng dẫn mở cabin. Thì về thằng Taco HD65 này, đấy, thì nó có những cái nhãn hiệu là thứ nhất là Mighty. Đấy, Mighty HD65, tức là của đồng vàng ấy, Mighty đồng vàng. Thứ hai nữa là của Vam. Và thứ ba là Taco. Thì dường như cái giá của đồng vàng thì dường như là nó đắt hơn cả. Tại vì cái thằng đồng vàng nó nhập khẩu 3 cục và tất cả, thậm chí là cả cabin sơn si là vẫn là nhập khẩu hết. Còn về thằng Taco thì nó sẽ tối giản một số những chi tiết. Máy vẫn là máy của Hyundai, cầu số vẫn là của Hyundai, xịn. Nhưng tất cả phần sơn si này thì Taco là nó sơn. Và tất cả phần nhựa, phần nhựa ví dụ như tappi này thì là của Taco. Cho nên là qua 5 tháng thì ví dụ như xe của Taco thì nó sẽ hơi bạc so với lại xe của đồng vàng. Nhưng mà xe của đồng vàng thực sự rất là hiếm trên thị trường, chủ yếu là Taco. Kể cả thị trường miền Bắc và thị trường miền Nam chủ yếu là của Taco. Còn thằng Vam thì dường như là giá thì nó sẽ tụt, nhưng mà thỉnh thoảng em mới thấy một con thôi chứ không thấy nhiều để mà mua cho rẻ. Còn đâu tất cả máy, cả ba con đồng vàng hay Vam hay là Taco thì máy cầu số vẫn là máy cầu số Hyundai xịn anh em nhá. Về phần thùng của chiếc Taco HD65 này thì được bác chủ gia cố một chiếc xe thùng full inox và là lốc 304, nhìn xoáng choang, đẹp, dày dặn, chắc chắn. Ở bên dưới nhá, ở bên dưới rất cẩn thận luôn, dù là thùng inox đổi đẹp rồi nhưng bác chủ vẫn làm một cái gọi là sàn. Sàn này gọi là sàn gỗ, dầm gỗ. Đấy, thứ nhất ưu điểm của cái dầm gỗ này là nó êm ái và nó nhẹ nhàng. Khi cân tải lên một cái thùng này, hôm trước em cân là vừa đăng kiểm mới tinh xong, không thừa tải quá 10%, vừa đăng kiểm mới tinh xong. Tất cả kích thước độ cao chiều rộng các thứ là hoàn thiện. Đấy, anh em sở hữu chiếc xe này là được nguyên của thùng đã, giá trị rất nhiều rồi. Về động cơ chiếc xe HD65 này, gần 15 sử dụng mà chiếc xe này vẫn giữ được khối động cơ D4DB, máy zin, máy cơ, ra máy đẹp, không thấm dầu, khô ráo, sạch sẽ như thế này. Thì anh em biết chất lượng xe cũng như là độ giữ gìn của bác chủ như thế nào rồi đấy. Từ những năm 2014, nó tải chỉ nguyên bản là 2,5 tấn thôi. Tuy nhiên, nó khác hoàn toàn so với những chiếc xe đời mới bây giờ. Về khối động cơ D4DB thì có thể so sánh ngang ngửa với dòng xe HD72. Còn những cái dòng xe ví dụ như 500B hoặc là L250 hoặc là K250 thì không tính. Tại vì những cái dòng xe đấy nó chỉ là nâng tải thôi. Ví dụ như 5 tấn 500B của dòng Taco Olin ấy thì nó chỉ là 2,5 tấn nâng tải thôi. Còn máy D4DB này với công suất nó rơi vào khoảng 309 thì dường như là nó ngang ngửa với dòng xe HD72 đó, 3,5 tấn chưa nâng tải. Sau này nó lên HD700, nó là 7 tấn cơ. Với sức tải của con này ấy, nếu mà để chở quá tải thì có thể tầm 5 tấn thì không xi nhê, 7 tấn 10 tấn là ok so với chiều dài thùng cũng như là sức tải của chiếc xe Taco HD65. Anh ơi, mời anh thẩm thấu xe này. Không một tí hơi thừa nào luôn. Nhưng mà sao Hyundai anh kêu nó vẫn sướng nhỉ? Nó có một cái tiếng hình như là tiếng dây vô loa bully. Nó tiếng gen gen ấy, dây vô loa bully ấy. Thì cái đấy về em sẽ chỉnh sau. Đánh giá về kiểu dáng thiết kế, một chiếc xe mở 5 vách, một chiếc xe có chiều dài thùng lên tới trên 4m. Chính xác của con này là 4m25. Có những phiên bản nó lên tới 4m35 hoặc 4m40. Có những phiên bản thì nó tụt lùi xuống 4m1. Nhưng con này chính xác của nó là 4m25. Mở 5 bửng. Mở 5 bửng anh em ạ. Và quả thùng này thì rất nhẹ nhá. Nó không quá nặng tại vì nó là lốc mà. Đây, lốc ở trong vẫn là sàn sóng. Rất hiếm khi tìm một chiếc xe nào mà nó có sàn sóng của dòng xe Hyundai, thường nó sẽ là sàn phẳng. Nhưng cái sàn sóng này, cả thùng này bác chủ bác đã đặt và bác đặt lên. Tất nhiên tất cả giấy hoán cải là đầy đủ và em vừa mới đăng kiểm xong, mới tinh. Đó, thì cái sàn sóng này nó chịu tải rất là tốt. Thậm chí ở trong đây các bác cũng bè lốc luôn, những phần tôn trong này, đây, bè lốc luôn. Tất cả những cái vách này
vai bò này vẫn là với chiếc thùng này các bác yên chí chở trâu, chở bò, chở gia súc gia cầm hoặc chở thủy sản, chở cái gì đi chăng nữa thì nó vẫn là bền, vẫn là số 1. Và nói thêm nữa, với cái tải trọng là trên 2 tấn, anh em bỏ ra số tiền tầm 400 triệu thì có thể mua được con L250 cũ hoặc con K250 cũ. Tuy nhiên rằng là máy nó vẫn là máy bé hơn. Cộng với lại chiều dài thùng thì như con K250 nó cũng chỉ được phiên bản thường thì nó chỉ được 3,5 m. Như con L250 thì đến cái bản L250L thì L250SL đúng không? SL thì nó mới được dài 4m2. Như con này bỏ ra số tiền 400, chính xác ngày hôm nay em công khai là 425 củ. Có lọc lá, đăng kiểm mới, thùng sàn inox sẵn dùng luôn. Lốp đẹp cả dàn, thậm chí quả sơ cua đằng sau ấy nó còn mới tinh, chưa lăn đánh lần nào. Tất nhiên là lốp sơ cua hạ rồi nhưng quả này là quả mới tinh. Đấy, nói nguyên bản như anh em, đây nguyên tem nhá, đằng này tem, tem thấy đằng này. Thì thực sự bản thân em thấy đây là một cái món hời. Đây là một cái món hời. Vì sao em bán được cái giá này? Bởi vì đơn giản cái thời điểm tháng 11 ấy, con này là bác chủ bác ấy bỏ khám từ thời điểm tháng 11. Thời điểm đấy thì nó mới có gọi là thay đổi về đăng kiểm một chút. Cho nên bác chủ bác ấy ngại đi đăng kiểm. Bác ngại đi đăng kiểm và bác chuyển đổi công việc luôn. Cho nên là em tận dụng cái cơ hội này em mua được cái giá hợp lý. Và bây giờ em đăng kiểm bình thường. Em đăng kiểm bình thường, tất cả giấy tờ đầy đủ, hồ sơ pháp lý đầy đủ. Và chiếc xe này bình thường nếu sở hữu một chiếc xe thùng lốc như thế này thôi không bao giờ dưới 440 triệu. Nay để cho anh em 425 triệu có lọc lá cho anh em tiện trí rút hồ sơ phút mốt trong vòng một lốt nhà. Về khả năng vận hành thì với khối động cơ D4DB và 5 số tiến một số lùi, nhưng mà cái số này nó khác một chút so với những dòng xe truyền thống nhá, khác so với Kia nhá. Số lùi thì đứng lên chứ không phải là gạt xuống đây. Đấy, số 1 thì ở đây. Bật, chưa bật điều hòa đúng không? Rét luôn. Thì như dòng xe này êm ái, nhẹ nhàng trên mọi cung đường, nước nhẹ và trong cabin đóng kín cửa, dường như là chúng ta khó nghe thấy tiếng động cơ luôn. Nói về khả năng vận hành của chiếc xe Thaco HD, dường như chúng ta sẽ ít thấy cái sự chồng chành. Ví dụ anh em nhá, anh em đi một con 2 tấn rưỡi lăng tải, 5 tấn là con 500B thì có mà ngồi như thế này, ngồi như thế này sốc đến tận lóc luôn, nhưng vẫn là chạy bằng nhíp. Đằng trước vẫn là hệ thống treo bằng nhíp nhá. Máy to hơn, công suất to hơn, lớn hơn, nhưng dường như không phải ghế hơi, vẫn êm ái, nhẹ nhàng, đa dạng trên mọi cung đường. Hơn thế nữa, thêm hệ thống Cupo để anh em hỗ trợ đổ điện an toàn, an tâm hơn. Tất cả ở trong đó là bo viền nội thất đồi mồi và giữ được cái nét nguyên bản của dòng xe nhập khẩu. Đúng, đúng là xe vừa khám mới cũng khác nhỉ. Con này khám đến bao giờ đây? Đến tháng 9 luôn, vừa đăng kiểm xong. Thì bây giờ đăng kiểm nó tình hình là tình hình chung, cho nên là anh em mà mua được một xe mà mới đăng kiểm dường như là sướng cả cuộc đời luôn, tại vì tất cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất em cũng đã xử lý hết rồi. Điều hòa mát, mát lạnh luôn. Với chiếc xe Thaco HD 65 2014 này, tổng kết lại thì có lẽ rằng là anh em nhanh thì còn đâu là nếu mà chậm thì vào Sài Gòn mà mua thôi. Giá ngày hôm nay 425 củ có lọc lá mạnh cho anh em thực sự thiện chí nhá. Và nếu cần tư vấn thêm, alo trực tiếp cho em 3 xe tải qua số điện thoại hiện trên màn hình, em sẽ tư vấn luôn và ngay để phục vụ nhu cầu công việc của quý anh chị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn đã theo dõi video clip của Đạt Xe Tải ngày hôm nay. Chúc tất cả quý vị và các bạn chọn được một chiếc xe ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai. Xin chào.